và sắp kết hôn. Họ thân thiết như chị em. Họ đam mê những chuyến đi mạo hiểm. Họ là anh em ruột đã xa nhau 5 năm. Họ yêu nhau và yêu đất nước Việt Nam. Họ là diễn viên. Họ chỉ là những cô gái văn phòng. Họ chỉ là những người rất bình thường. 20 con người trong 10 đội chơi đã gác lại cuộc sống thường nhật và tham gia một hành trình kỳ thú. Hà Nội, Hòa Bình, thành phố Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, thành phố Huế, Nha Trang, thành phố Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh. Superstar. Dọc theo đất nước, họ đã trải qua những thử thách chưa bao giờ gặp trong đời. Họ đã vượt qua những lúc mệt mỏi và đuối sức nhất. Đúng là amazing race. Họ đã bị làm khó về sức khỏe và trí tuệ. Họ chưa làm những việc này bao giờ, nhưng họ đã làm để chứng tỏ sức mạnh của ý chí, sức mạnh của lòng tin. Và cuộc đời này sẽ không có giới hạn cho những ai dám sống và đam mê. 20 con người không bao giờ chấp nhận dễ dàng bỏ cuộc. 10 đội chơi đã vượt qua vô vàn khó khăn để tận hưởng cảm giác của chiến thắng. Bảy đội chơi đã tạm biệt cuộc đua. Ba đội còn lại với ý chí kiên cường và một chút may mắn đang đi đến trận chung kết. Hôm nay họ sẽ đi chặng đua cuối cùng để chứng minh họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đi bộ đến công viên Cảnh Đồi, quận 7. Nhiệm vụ đầu tiên của trận chung kết là cơ hội để các đội chơi có một khoảng thời gian thư giãn với âm nhạc và các điệu nhảy. Các đội phải đi đến khu vực đánh dấu tại công viên Cảnh Viên, quận 7. Họ sẽ được xem một bài biểu diễn của hai vũ công nhảy breakdance. Hai thành viên của đội phải tập thành thục các động tác và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Khi đã thuộc bài, họ có thể biểu diễn cho các vũ công xem. Nếu vũ công đồng ý, họ sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Khi nhận được cái thử thách là mình sẽ nhảy thì Phúc mới nói với Pedro là Phúc nhảy xấu lắm. Một cái không nhớ nữa. Bây giờ cái nhớ này nè, năm 5, 6, 7, 8 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không nhớ nổi đâu, bài dài quá. Rất là may mắn là ngày trước thì Phúc cũng được một cái người bạn hướng dẫn về cái cách đếm nhịp của nhảy, cho nên là Phúc cảm nhạc rất là nhanh. Mày làm quen mấy cái bước này trước đi. Bước lên thì như là buông tay đúng không? Đúng không? Thả lỏng người ra thôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mới nhảy xấu không đó như bạn đồng đội của mình. Động tác đá chân thực sự lúc đó là giống như một cái bài tập võ mà Phúc tập hàng ngày. Tiếp luôn á. Không không, đừng đá đá xuống luôn. Đá. Qua, qua. Kết hợp với nhau, tay với chân kết hợp nè. Ra nè. Uống nè. Vô. Dạ, được. Chứ nói về cái động tác nhảy thì chắc có lẽ là mình nhảy khá là xấu. Tuy nhiên thì mình cảm nhạc nhanh và mình thuộc cái động tác cũng khá là nhanh. 5, 6, 7, 8. Mình có một cái lợi thế về diễn xuất cho nên là Phúc phiêu theo nhạc. Được chưa? Ok. Rồi, tập lại lần nữa đi em. Tại vì nhảy ha. Thành công và may mắn trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Thực hiện bài nhảy breakdance theo mẫu để nhận được mật thư tiếp theo. Wow, breakdance. Này tiền nào ngay.
Chạy đại. Béo này sao chạy được ta? Thì mình nghĩ cũng khó. Tại vì anh em mình thực ra là cũng chẳng bao giờ Chưa bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ đi nhảy. Wow, khó quá. Thua rồi, khả năng bỏ cuộc rồi. Bùm chắc, bùm chắc, bùm. Sorry. Xa nhịp rồi, khúc sau xa nhịp. Chắc ở đây mấy tiếng mất. Mình cũng chỉ lo lắng là đội Barzo sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Sau đó thì cũng được hướng dẫn sơ qua thì cái cảm nhận về âm nhạc ấy nó cũng feel hơn. Mấy anh bạn dạy hướng dẫn bọn mình là nó cũng không có dạy mình nó như là phải quá kỹ thuật. Chủ yếu là sự kết hợp giữa hai anh em và cái cảm nhận về âm thanh để nhảy cho đúng giai điệu. Bắp. Bùm. 5, 6, 7, 8. Bùm. Đào thai, móc, đi, khép, mở, khép, kéo, khép. Mình nhìn sang đội Barzo thấy nhảy khả năng đẹp hơn mình. Nhưng mà mình bảo là mấy em trai mình đẹp thôi nhưng mà chưa chắc đã đều bằng anh em mình. Bởi vì khúc đầu thì rất thì dễ nhưng mà đến lúc mà phải đá chân với lại ngồi xuống thì nó cái nhịp cái giai điệu của nó như là làm cho dễ bị loạn. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp giữa hai anh em. Thì sau đó hai anh em có sự điều tiết tập với nhau. Chắc, bùm, chắc. Thì mình cảm thấy lúc đó chắc là mình sẽ khó khăn, rất khó khăn để vượt qua. Bởi vì cái quan trọng không phải là động tác đẹp nữa mà cái quan trọng là cả hai đều phải nhảy cho thật đều. Cố lên, tập trung. Cái đều chính là cái mà đội tôi không làm được. Hai người mà lệch đi một chút xíu thì nó sẽ sai về cái âm điệu của cái nhạc. Bạn sai đó kìa. Lộ trình đi taxi đến Taxico. Các đội đi taxi đến nhà máy PepsiCo tại khu công nghiệp Apata, Đồng Nai để tìm mật thư tiếp theo. Đồng Nai, khu công nghiệp Apata nè. Đóng cửa ra ngay. Anh tập cái đấy mất sức thật đấy. Lần đầu tiên mình, nói chung là mình rất thích breakdance. Đây là lần đầu tiên có cơ hội được tập đúng không? Được tập đấy học. Nói chung là rất chi là kiên trì tập lâu. Cái quan trọng nhất là hai anh em mình cùng cố gắng đúng không? Bây giờ cứ nghỉ mệt đi rồi xong rồi hai người cho cơ hội cuối. Thấy cho em, cơ hội cuối em không có thời gian để nghỉ mệt. Quà của chúng mình cho bạn. Chúc các bạn may mắn thành công. Cảm ơn.
đi taxi tới PepsiCo lô 206 khu công nghiệp Amata Đồng Nai để nhận thư. Amata ở Đồng Nai đường quốc lộ 1A đi cầu Sài Gòn à. Đây, cho con lên khu công nghiệp Amata. Hôm nay là ngày quan trọng với tụi con lắm, mời chú đi nhanh giúp con ha. Dạ, hôm nay chung kết tụi con á. May mắn nhé. Đến công viên cảnh đồi thực hiện bài nhảy breakdance. Ăn no xong nhảy breakdance ăn chết luôn. Thật ra breakdance thì không phải là sở trường của mình, cũng chẳng phải là sở thích của mình, mà nó giống như cái bộ môn mà lắc vòng vậy đó. Tốn rất nhiều thời gian để mình học cho nhớ chính xác cái động tác mà nói chung như, giống như là tập thể dục buổi sáng vậy. Ờ, đâu có dễ đâu. Không phải cái style của mình. Not my favorite song. 3 2 3 4. Dạy phải không? Tiếp nè. Dạy đúng không? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái bộ môn đó không có thuộc cái sở thích của mình. Chưa bao giờ mình xem à, mình cũng chưa bao giờ thấy hứng thú với nó. Chơi thì phải vui. Vui vậy. Trời, làm chim đi. Làm chim đi hip hop đi. Đi Nam Ata nhận mật thư. Mấy năm mình phải tìm đấy mà. Khả năng vào trong đó nó lại làm điện tử. Ừ. Hoặc là cái gì đó. PepsiCo có thể là học cách đóng chai. Hoặc là đếm số chai. Thì cũng là chặng cuối này anh em mình phải đồng tâm hợp lực, cố gắng hết sức. Ok. Yeah. Yeah. Đúng phong cách break dance. Đây đâu không bằng giờ mới tới kìa. Không có ông đội đi trước mình bây giờ thì sao? Chú đợi tụi con nha chú. Đừng có đi ai khác đó nha. Tìm đến khu vực được đánh dấu, hoàn thành nhiệm vụ để nhận mật thư tiếp theo. Hãy dùng 286 thùng xịt tinh xếp thành một hình tháp bậc thang bốn mặt. Các đội chơi phải mặc đồng phục công nhân và đi vào kho hàng Steam. Họ phải dùng một chiếc xe đẩy vận chuyển 286 thùng Steam đi theo hướng dẫn của mũi tên đến địa điểm chỉ định. Họ phải dùng 286 thùng Steam để xếp thành một hình kim tự tháp bậc thang có 6 tầng. Bốn mặt của kim tự tháp phải là những tam giác cân. Mỗi tầng của kim tự tháp cách nhau một thùng Steam và đỉnh của kim tự tháp chỉ có một thùng Steam. Hoàn thành nhiệm vụ, đội chơi sẽ nhận được mật thư đi tiếp. Mỗi bậc thang cách nhau một thế thì làm sao là tam giác cân được? 1 4 cấp bậc á. 1 thùng 1 thùng 4 nè. Không thể 4 được đâu, nó là nhiều 200 mà. To lắm. À, chào mừng các bạn đã đến nhà máy sản xuất hàng Sting. À, trước hết các bạn mặc những bộ đồng phục này và sau đó di chuyển về phía kho hàng của công ty. Nhiệm vụ các bạn làm việc ở đó. Cái động tác nhảy rất nhanh và khó nhớ. Tập rất là tập đi tập lại nhiều lần. Rồi, các động tác thì mình nghĩ là nó cần có một cái sự feeling mà mình thì lại không thích lắm về cái bộ môn đó, cho nên tập cũng hơi khó khăn một chút luôn. Vậy mình quan niệm cái bộ môn đó dành cho các lứa tuổi nhỏ nhỏ, cỡ chừng mười mấy hai mấy, tụi mình đã quá rồi. Đi theo muốn tên này luôn đi. Đây là tổng vòng xuống sau. Cái đây rồi. Mình đi xem có ok không. Cái việc mà kinh khủng nhất đó chính là việc đẩy 286 thùng tinh để ra đến cái nơi mà mình phải xếp. Nói chung 286 thùng Sting cũng là một số lượng khá chi là lớn. Thì hai anh em mình cũng biết đây là chặng cuối nên là phần lớn là mình dồn sức vào đấy để làm cho em trai mình có thể làm phần việt rào tiếp theo. Anh cảm giác nó nghiêng bên trái. Anh cứ đi thẳng đi. Nhưng mà nó nghiêng thì anh sẽ phải gồng mình lên một bên. Hiểu không? Rồi. Đừng làm bể thùng nha, hồi chắc cũng được. Rồi, chưa nghĩ ra thì đi tiếp. Đi về rồi. Thử một góc bể thùng giống như chồng hồi nãy nó chắc thử rồi. Cái việc mà tính toán
để có thể chia tầng ra thì nó cũng tương đối là dễ. Vừa đẩy thùng sting thì cũng là cái thời gian mà Bato cứ phải nhẩm tới nhẩm lui về cái vấn đề mà là bao nhiêu thùng mà phải ở dưới cái nền. Mấy tới năm sau luôn. Đợi chút. Để cái thùng này dưới đây đi. Hỏi quá đỗ xa kìa. Xong em đẩy, đỗ đây em đẩy chứ. À, khi ban đầu chơi là anh em thay phiên nhau để đẩy, để giữ sức. Đẩy chưa? Đấy rồi, đẩy. Này, đẩy lâu lắm. Đầu thì Phúc nghĩ rằng nếu như mình đẩy nhanh được thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian của mình. Nếu như mà cái lúc đẩy mình đi nhanh thì nó sẽ mất rất là nhiều sức của mình. Thay vào đó là cái lúc mà mình đẩy xe không vào, mình đi nhanh hơn thì nó sẽ đỡ tốn sức hơn. Và cái lúc đẩy ra mình cứ đi từ từ thì nó sẽ tiết kiệm được cái sức của mình. Cho nên là lúc đầu thì đẩy nhanh, lúc sau thì Phúc suy nghĩ được cái điều đó. Cho nên là cả hai đã đẩy chậm lại. Những cái thùng xì tin mình đẩy nó sẽ được tăng hơn. Và mình sẽ ít những cái lần di chuyển hơn. Nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều sức lực của mình. Nhưng mà phải nói là đây là một cực hình rất là lớn. Chưa được. Nhảy. Chúng tôi gặp áp lực rất lớn khi mà đi khởi hành xuất phát chậm hơn hai đội khác. Và nó buộc chúng tôi phải hoàn thành cái nhiệm vụ đó thật nhanh. Nhưng mà thật ra cũng phải mất tiếng đồng hồ ở chỗ đó. Rất là cố gắng. Châu á. Đi taxi đến Mexico. Anh chạy rồi giờ thì rất nhiều trò không hợp sở trường của mình ra, nhưng mà nó rất là vui. Yên tâm, nãy tao kẹp được mà. Em đó, nhấc lên đi. Anh cho cục trên cùng ra sau này cho anh giữ nha. Để nâng cao tay nha. Để nó dồn trọng tâm vào bánh. Thì việc tính toán để xếp trình tháp thì nó không khó, nó đơn giản. Quan trọng nhất là cái quãng đường di chuyển của 286 thùng ấy thì khá chi là vất vả. Nói chung 286 thùng sting cũng là một số lượng khá chi là lớn. Thì hai anh em mình cũng biết đây là chặng cuối nên là phần lớn là mình dồn sức vào đấy để làm cho em trai mình có thể làm phần việt rào tiếp theo. Tám đi. Vào cua từ từ, lúc nào thẳng thì nhanh. Nhưng trái quá. Tám đầu bộ. Tay đừng cho nghiêng. Đi chậm nó nặng lắm. Cứ xếp 9 trong 8 mình giật cấp. Mình giật cấp vào một cửa hàng. Cửa hàng đi thì sau đó mình biết đêm mà sau. Rồi ok. Chúng tôi có lời hứa các đội là sẽ chia 10% chín đội còn lại. Đầu tiên là cho đôi chơi đôi và hai đôi bạn nữ mà ăn cơm cháy thì các bạn hy vọng mình sẽ cấp vốn cho các bạn để các bạn mở một tiệm cơm cháy lớn nhất ở Sài Gòn. Cũng là rất là nhiều bất ngờ vì bọn mình trong 4 vòng đua liên tục thì cứ một vòng về nhất và vòng sau về chót và vòng tới lại về nhất, cho nên là nó thay đổi thường xuyên. Đúng là rất là bất ngờ. Lấy đây Phú ơi, cân bằng đến giữa tôi mới đẩy được. Vậy từ thôi. Mày cua gắt quá, mày ép tao, tao không có chỗ gì. Mày để sức chơi cái vực rào đi, tao khó làm cái này. Lúc đó thì Phúc nghĩ rằng ngày hôm nay chắc chắn là Bazo sẽ làm những cái nhiệm vụ nặng nề hơn mình. Cho nên là Phúc cũng đã cố gắng hết sức làm sao để mà mình có thể đẩy nhiều hơn Bazo và có thể để cho Bazo dưỡng sức để mà chơi ở cái phần sau nó tốt hơn. Ép qua anh kia đi. Mọi chưa? Ra đủ rồi, chín tháng sau á. Sau một chặng đường dài của những phần thi trước thì đến đây mình đã cố gắng rất nhiều thì mình đã bị chuột rút chân. Và
hai người chơi mà bây giờ một người thì không thể đẩy được thì rõ ràng nó là bất lợi, thì đương nhiên là mình cũng cảm thấy hơi chán. Nhưng mà bù lại thì khi mà mình đã chơi đến trạng đó và lúc đó mà mình bắt rô thì gần như là về số lượng thùng là bằng nhau, nhưng mà mình cũng đã đẩy hơn một nửa rồi. Nhưng đó là cái xe mình sẽ cố gắng là thôi thì mình một mình làm thì không được nhiều thì cũng vẫn phải đi đào để đảm bảo được cái việc là mình không bị quá cách xa đội bazo quá.